Chào WhatsApp Hello Game Hello mọi người. Chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ nhá. Hello Game Hello mọi người. Trời ơi muộn đâu mà muộn. Em đi đá bóng ông từ này là đúng rồi, có muộn đâu. Mẹ tôi bảo rồi, tại tôi chuẩn lắm. À hôm nay đi đá bóng mệt quá các bạn ạ. Hôm qua tôi vừa mới chơi game với anh Độ xong. Mẹ đến tận hình như là đến 4 giờ. Thế là tự nhiên thầy inbox riêng cho tôi. Đấy đáng nhẽ ra là anh em định chơi tiếp cơ. Đấy anh em định phá đảo luôn cái game đấy cơ cho xong luôn. Đấy thế là tự nhiên đang chơi tôi thấy có tiếng inbox. Đấy theo tôi mở phần tin nhắn inbox lên thì đấy thầy nhắn cho tôi bảo ê nhím đang chơi game gì vui thế nhờ. Đấy thế là tôi cũng phải nhắn tin cho anh Độ luôn. Đấy thế là mấy anh em cũng phải khéo khéo nghỉ luôn để cho thầy còn stream nữa các bạn ạ. Uầy công nhận tại thầy khéo thật đấy. Thầy không kiểu thầy không vào Discord thôi thầy nói trên stream nữa mà thầy nhắn tin cho tôi. Anh bật tôm lại cho em xem á. Bật tôm lại luôn anh Độ. Anh Discord mà. Được chưa anh? Được luôn em, uy tín. Thế nhá. Thôi được rồi, anh chỉ làm đúng một lần duy nhất thôi đấy. Mẹ hôm nay là anh em cũng có vào bảo rồi. Làm đúng một lần duy nhất thôi đấy. Cứ tập nhiều là được. Không cần phải khỏe hay là như nào mới tập được đâu. Cứ tập nhiều là được. Let's go. Không phải cái đệm nó bị bật quá. Tôi phải làm dưới đất. Phải làm cái này, phải làm dưới đất các bạn ạ. Cái đệm nó bị bật quá rồi. Thực ra là cái hành động bật tôm đấy các bạn nghĩ là chỉ vui vẻ thôi đúng không? Không nhá. Có một cái thông điệp ở đấy. Đó chính là khi mà anh Độ gọi nhá, chỉ cần alo thôi. Chỉ cần alo tôi thôi là mạng lúc nào tôi cũng sẵn sàng, tôi có mặt luôn. Đấy một cách mà nhanh nhất có thể. Ông đi côn với người yêu kêu sống đầy này. Ông này nói không có bằng chứng này. Mẹ người yêu đâu? Có ảnh chụp không? Có ảnh chụp không? Rõ ràng là tôi côn với bố tôi. Tôi bảo bố tôi là về chưa chủ nhật tuần này đi ăn một bữa gia đình. Đấy lâu lắm rồi tôi chưa bao gia đình một bữa đi ăn. Đấy theo tôi gọi cho bố tôi. Mẹ đúng cái lúc đấy đúng không? Đúng cái lúc đấy Độ lại gọi chơi game ạ. Thề ảo thật đấy. Xong tôi còn bảo bố tôi là mai mai là gọi là để mai bảo bố mai gọi dậy sớm rồi đi có việc.
Đấy, tôi hay gọi bố tôi thế mà, tại vì tôi chả sao mẹ, cái đồng hồ báo thức mẹ đối với tôi nó là vô nghĩa các bạn ạ. Thề bao nhiêu lần đặt báo thức mẹ đéo dậy được. Ngủ say thôi chết giờ rồi, thế này là không được rồi, sau này biết đâu mẹ có những cái công việc mẹ quan trọng mà cần dậy sớm buổi sáng thì làm sao mà dậy được nhờ. Chắc là phải thay cái báo thức công nghệ đấy bằng một cái báo thức gì đấy mà nó hiệu quả hơn nhờ các bạn nhờ, đúng không? Báo thức 45 cân thôi. Các bạn báo thức thì nặng ấy, ông có thể bạn cho tôi xem được cái báo thức đấy được không? Ông có thể cho tôi một vài mẫu được không? Một vài mẫu báo thức 45 cân được không? Bạn thề tôi cứ bị tò mò ấy, không biết là cái báo thức 45 cân thì nó sẽ to như thế nào mà nó nặng như thế nhở? Ừ, ngay nó cứ bị tò mò ấy, hấp dẫn. Mà hôm nay nội còn rủ tôi kèo chống đẩy cơ mà, thì mệt vã bỉu thề. Không phải dạo này không đi tập nhiều. Đấy, dạo này kiểu bị cuốn cờ ấy. Đấy, với cả cũng có ngồi chơi game với anh em lúc anh em stream cho vui. Đấy, thế cũng không đi tập, bỏ hình như là 2-3 ngày rồi. Mẹ ta phải đi tập lại thôi. Ê, bây giờ chiều là tôi phải đi tập lại thôi. Tôi đéo ấy nữa, đéo chơi nữa. Hôm qua cái lúc mà mọi người chơi chống đẩy là cũng định có lên cam ấy chứ, cũng định tham gia. Thực ra là tôi biết là mình không thể chống đẩy được bằng mấy anh em rồi. Đấy, thực ra tôi chỉ định tham gia cho vui thôi. Đấy, thế là hôm qua là ở stream xong. Đấy, thế là cũng có thấy rồi, định ra chống đẩy luôn nhưng mà đói quá. Đấy, thế là ngồi ăn một tí, mẹ bụng như có thai luôn, mẹ thì chống đẩy thì đéo được nữa. Đấy, sau cái lúc mà bụng kiểu tiêu tiêu một tí là chắc là mất khoảng tầm 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Đấy, đến cái lúc đấy thì thôi, mẹ anh Độ kết thúc luôn cái chương trình chống đẩy mẹ rồi. Mẹ tham gia kiểu gì nữa. À, anh chắc có 20 cái, 25 cái là cùng. Thề, uầy, kể cả tôi không tập mẹ một tuần nay rồi, nhưng mà 25 cái mẹ, quá đơn giản. Cảm ơn Hoàng Mèo nhá, anh cần lắm hit được 40 cái á. Thì bây giờ phải được cái gì chứ tôi mới hit, chứ không mẹ tự nhiên ra hit cũng chả được cái gì, đúng không? Không thì để mai đi, hôm nay tôi vừa đi bóng về hơi mệt. Đấy, để mai đi, với cả tôi nhớ lần trước là tôi cũng có chống đẩy rồi mà. Ơ, chống đẩy mà lại còn đúng form cơ. Ừ, hôm trước có anh em nào ở đây xem tôi chống đẩy không ấy nhở? Tôi chống đẩy từ khoảng tầm tháng trước rồi. À đâu, cái lúc mà trước khi tôi nghỉ rồi. Đấy, có anh em nào ở đây nhớ không nhở? Hình như là 40 mấy cái ta, 48 cái. Đấy, có bạn nhớ kìa. À, anh comment 48 cái, 500 cái à? Ồ, ông phải phép. Mẹ làm gì đến mức đấy? Hình như 48 cái là đúng hay sao này? Đúng khoảng tầm 48 cái hay là 44 cái ấy. Đấy, một trong hai đấy. Nhưng mà tôi nghiêng về... tương nhiên về đáp án là 48 cái hơn. Trông có vẻ giống. Thì phạm anh em coi à? À, chọn đúng hôm đấy nhở. 50 cây chống đẩy 999 cây. Không được các bạn ơi, tí nữa nhưng mà anh Độ lại gạ mấy anh em chống đẩy sao? Tôi phải để dành sức để đêm nay chứ, đêm nay mình còn chiến đấu chứ. Mẹ bây giờ chống đẩy đêm cút luôn đấy, anh Độ vừa ra sân bóng là cũng có gạ rồi. Cũng có gạ là mẹ đêm nay tổ chức chống đẩy rồi. Cái gì cơ? Bú cái gì cơ? Đâu ai nói gì? Có bạn ra kèo 60 cái một tên lửa. 60 cái tên lửa nghe có hấp dẫn đấy, nhưng mà 60 cái thì nó thật là hơi quá với tôi. Đấy, nói chung là tôi biết là tôi cũng có hơi vâm một chút. Đấy, nhưng mà tôi cũng biết lượng sức mình. Đấy, 60 cái là đang hơi quá tầm với tôi rồi. Hai hiệp á? 60 cái mà hai hiệp á? 60 cái hai hiệp là ok này. Thế dễ quá, mẹ em Đức ơi. Từ đêm, ui dồi, ông để Avaka clone ạ, thề. Trời ơi, mẹ em chắc là chỉ mẹ mõm ngồi sau cái máy tính nó mà chat thế thôi. Chắc gì ông đã chống được mẹ 10 cái. Vãi cả view thật, mấy ông mày toàn dí thôi. Ảo thật đấy. 10 cái kim cương bú luôn à? 50 cái, 999 kim cương kìa. Ông 50 cái vẫn phải cho tôi nghỉ đúng khoảng tầm 3 giây đi. 50 cái nghỉ đúng 3 giây một lần. Ok chưa? Mẹ tôi là streamer mà, tôi không phải mẹ streamer đéo đâu.
Mẹ sao đánh giá tôi cao quá vậy? Mẹ em khó đấy. À, có donate kìa. 55 cái, một cái tên lửa. Tên lửa. Tên. Xin thì thôi rồi. Xin thì chắc chắn uy tín rồi. 55 cái, một cái tên lửa, nhưng mà có được nghỉ một tí 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 siêu hả Xin? Tại vì nói thật là anh còn vừa đi đá bóng nữa, xong rồi hôm nay anh còn chưa ăn cái gì cả Xin ạ. Đấy, cái lý do nó là như thế. Thế còn ví dụ mà ở trong một cái ngày mà thể trạng anh khỏe là ok, 55 cái liên tiếp luôn. Đấy, nhưng mà anh là hôm nay là anh dậy muộn này. Đấy, xong rồi anh ngủ muộn, anh dậy muộn, xong anh còn chưa ăn cái gì, anh vừa đi đá bóng về nữa. Đấy, xong rồi về phải stream cho các bạn thân yêu luôn. Không được đâu sao không mà dễ được thế đâu được á. Sao mà dễ thế được ha. Mẹ em chơi đây. Sợ cái đéo gì thế. Bạn ơi, 40 cái thôi là tôi không cố được rồi. Ừ, hồi trước là không, thực ra nếu mà tôi tập đều mà tôi tập chăm ấy, đấy mà hôm nay mà không phải đi tập gym nhá, thì tôi nghĩ là có thể lên được 50 cái nếu mà tôi tập chăm. Còn từ cái lúc mà tôi quay trở lại stream lúc ấy tôi bắt đầu tập cũng có đi tập lại nhưng mà tập nó không đều các bạn ạ. Nhưng mà tôi quyết định rồi. À, từ mai tôi sẽ đi tập đều lại. Hứa luôn, chắc chắn luôn. Một ngày nào đấy tôi sẽ chống đẩy 50 cái liên tục cho các bạn xem. Các bạn tin tôi đi, thề. Đấy. Dần dần 50 cái. Xong rồi khoảng xong rồi 60 cái. Đấy, xong rồi dần dần 70 cái. Ui. 80 cái, 100 cái. Yes sir. Không, nhưng mà thực ra là nếu mà chống đẩy kiểu đúng cách ấy, mẹ hơi mệt đấy các bạn ơi. Nhà tôi, cái lưng của tôi với cả mặt đất là tôi để ý là tôi lúc nào tôi cũng kiểu cho như thế này thôi, khoảng như này thôi. Đấy. Bình thường là tôi đeo cái dây chuyền. Thì khi mà tôi chống đẩy ấy, tôi chỉ cần nghe tiếng nó quẹt xuống đất thôi là được rồi. Nhưng mà hôm nay tôi không đeo. Ủa nhưng mà 100 cái khó đấy. Mẹ tôi nhớ hôm qua là xem có ông nào chống đẩy hình như là kiểu dân tập Catholic ý. Catholic là kiểu chuyên tập chống đẩy này, chuyên tập xà này. Đấy, chuyên tập mấy cái bài kiểu như thế mà còn chống đẩy được có khoảng mấy chục cái nhỉ, 50 cái à. Đúng không ta? Ờ, 45 cái. Không, nhưng mà ông ấy chống đẩy ở đúng form. Chống đẩy đúng form các bạn ạ. Cho nên là nó mệt. Ông Minh á, ơ mai tôi vừa gặp cái ông Minh cái ông Minh mic rè xong ở sân bóng xong. Ê trời ơi, cảm ơn Kim Lợi nhá, cảm ơn em. Tưởng là ở trong đội bóng hôm trước là có xem clip đội bóng refund là cũng thấy ở bên đội trẻ. Tưởng là cũng có đi đá. Nhưng mà tự nhiên thấy hôm sau không đi nữa. Đấy, xong rồi hôm nay tự nhiên lại thấy ở sân bóng. Đấy, xong rồi cũng ra chào hỏi. Ôi trời ơi, nhím à. Nhím ơi, ông cho tôi xin kiểu ảnh nhá. Ôi trời ơi, mẹ bên ngoài ông xong đẹp trai thế. Ôi trời. Thà ngại thế nhờ. Trời ạ. Đấy, thế là cũng có gặp ngoài đời trông cũng kiểu sáng sủa phết. Sáng sủa đẹp trai phết. Ừ, bên ngoài không rè, bên ngoài nghe nét căng đét luôn. Mẹ trắng vãi lìn các bạn ạ. Mẹ trông kiểu công tử ấy. Ừ, trông kiểu công tử vãi đài. Ôi, ê. Sắp tới tôi cũng bảo tôi cũng đi học piano hay là nhờ ông ấy dạy cho luôn nhở. Hình như ông ấy cũng là thầy dạy piano đúng không? Hay là bảo ông ấy dạy cho quả mẹ piano nhở. Mấy anh em mà kiểu xem tuổi nhau thì tôi nghĩ là cũng dễ nói chuyện.
Đấy, dễ học, dễ kiểu giao tiếp với nhau hơn. Mình cũng đỡ bị ngại. 10 năm kinh nghiệm á? À? Ủa, dã man vậy. Học piano để cầu hôn bạn gái á? Ờ đúng rồi em ơi. Trời ơi, tôi đã nghĩ ra một cái khung cảnh rồi. Một cái khung cảnh để không phải cầu hôn, mà là chắc chắn là không biết là cái lúc mà đến đến cái thời điểm đấy là sẽ có một cái bàn piano ở cái quán mà bọn tôi đến không. Đấy thì lúc đấy không biết, nhưng mà chắc chắn là sẽ phải đánh piano ở trong cái đám cưới của mẹ bọn tôi. Đấy, xong rồi kiểu lúc đấy tôi sẽ giấu vợ tôi là tôi biết đánh piano. Đấy, xong rồi lúc đấy là kiểu khi mà kiểu đang đứng với nhau ấy, đấy chuẩn bị ra ngoài, tôi bảo vợ ơi đợi anh một tí anh đi vệ sinh. Đấy, xong rồi thôi vợ cứ lên trước một mình đi. Đấy, xong lúc đấy đèn tắt hết, thế là tôi sẽ ngồi ở cái đàn piano. Xong rồi tôi bắt đầu tôi gõ từng phím đàn một. Đấy, xong rồi pam 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 pam. Đấy, xong rồi dần dần đấy mở ánh đèn lên, ánh đèn sẽ soi vào mẹ người tôi, mẹ đang đánh piano. Oh baby, happy là happy ending luôn đi chứ. Ê nhưng mà đánh piano hay mà nhở. Thì tôi bị thích cái tiếng đàn piano ấy. Trước đây anh em nghĩ anh nhìn BD thật. Không sao, nhiều người cũng nghĩ thế mà. Ủa nhưng mà thật sự luôn, các bạn nghĩ tôi BD à? Thật sự luôn đấy á. Vãi ở lên ảo thế nhờ. Tại sao? Why? Toàn làm một cái trò ơ kìa bình thường. Trời ơi. Tôi nhớ tôi chưa bao giờ làm một cái trò gì kiểu nó quá quá đâu. Đẹp mẹ trước cái thằng lồn bô ấy thề. Thằng lồn đấy mới vã là bìu. Mẹ đéo, ví dụ mà kiểu thỉnh thoảng kiểu anh em quay các thứ vui vui. Ừ đấy tôi còn trêu tí. Đẹp mẹ còn thằng lồn bô là đéo cần mày quay luôn các bạn ơi. Đẹp mẹ là gì, nó cạ chim vào đít tôi ạ. À, con mẹ nó chứ. Mấy lần rồi. Thẳng qua lúc đấy là tôi không cầm máy quay tôi quay thôi. Mẹ bờ tự nhiên tôi mà kiểu bị dí chim vào đít tôi quay thì mẹ trông nó hơi kỳ quá. Thôi nó hơi kỳ. Đẹp mẹ, ừ nó có vợ ở đấy.